da. Hỏi hữu tân nơi bảng văn ở bài tiên đọc trời đã tuân dương là số vận còn hoàn kiên cố sát xem thanh hiền là đấng tôn nghiêm nào ta chưa có coi xem nạ thường đàn trạng ngày ngày nãy mới mở trên có lời pháp sư khuyên can dù ai tới chốn đàn tràng ngửa trông phân thành tòa vàng quý nga trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm hai đôi chứng bạn hữu tình những lời tha thiết tình tấu dâm vận trời đất năm tính tân niên ngày mồng 4 tháng 10 ai đương đàn ban trị sự chư tăng Phật giáo huyện Mỹ Đức vô ngày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hoan Hỷ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ thì chắc giữa đến giờ thì quy lý của ban trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức đến giờ đã an vị công tác Phật thất thì lợi sau khi an vị thì lại tiếp tục đọc sớ để chuẩn bị cung minh chư tôn thượng đức, cho nên là đến giờ tạm dừng là đọc sau. Được sự hoan hỷ của Hương Thiên Động Chủ chùa Hương Thượng Tọa Thích Minh Huyền, trưởng ban văn hóa, phó ban văn hóa trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban văn hóa thành đội thành giáo Hà Nội, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức, trưởng ban trụ trì chùa Hương cho phép hôm nay chúng ta đạo tràng chúng ta long trọng được cung minh chư tôn thiền đức đã cố tâm vô quản ngại chấn tích quang lâm tại đạo tràng chân tình của chúng ta có đại đức Thích Minh Hợp, đại đức Thích Minh Đồng, phó chánh đại diện ủy viên ban trị sự thành hội thành giáo Hà Nội, phó chánh đại diện huyện Mỹ Đức, đại đức Thích Minh Huyền, chánh thư ký Phật Pháp giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội, thành nhà ủy huyện Mỹ Đức, đại đức Thích Thanh Nhân, trưởng ban nghi lễ Phật giáo huyện Mỹ Đức, đại đức Thích Đạo Vân, các chư tôn thiền đức tăng ni trong ban trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức đã cố tâm hoan hỷ cho chúng ta. Thời giờ chư tôn thiền đức chuẩn bị đăng đàn làm phép an vị trì chú để khất cầu, toàn thể tất cả Phật tử chúng ta đứng dậy trang nghiêm xếp hàng hàng cung kính các chư tôn thiền đức, xin cho hồi pháp hội đến phần đưa chư tôn thiền đức ra ngoài này đứng thẳng hàng vào xếp hồi đứng ra thẳng hàng mời các Phật tử chúng ta trang nghiêm Thank you.
Thank you.
Thank you.
Phật tử của chúng con được ân chiêu công đức là mô quan vị tạng Bồ Tát tác đại sư Huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nay nhà Phật tử tâm đức có cảm nhận được sáng lời của Miên Ma về của các vị chư tăng chúng tổ chủ hương và nhóm thiện quý đức chư tăng ni chúng tổ chủ hương và nhóm thiện đức để về làm lễ nhân vị các tôn kinh và cũng cùng vào trong công việc cũng được để tu dưỡng được bản công việc tất cả cũng là tất cả Phật tổ chúng mình đại nguyện chư tăng cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo mười phương chư Phật chư thanh đại từ bi quan thế âm thanh đại đại tổ sư thị tử gia hộ cho Phật tử và toàn thể các Phật tử đạo tràng thân tình cùng gia đình được mạnh khỏe thân các được mạnh khỏe các bảo bình an gia đình được hạnh phúc và làm được nhiều những việc phúc thiện để thúc đời được đạo mãi mãi là những vị hộ pháp của chị muốn tham bảo được trường tồn tuyệt cửu về sau này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni đã hoan hỷ nạp thủ cho chúng con rước đầu, chúng con xin đê đầu đỉnh lễ bái tạ tam bái để xin. Tiến trình vũ tọa hòa tất tại lỗ chung hòa hợp vấn động hiểu tục bạc na tâm kinh bổ huyết
chư tu tập tổng tiền đạo linh sơn sở đối tam bảo phật tiền tác tài chứng minh thượng hoàng võ lô tiêu
Nam Mô A Di Đà Phật. Thời giờ cũng chuẩn bị hết năm Bính Thân Liên. Đạo Tràng ta tổ chức bái tạ tất niên để cất cầu cho một năm mới thắng lợi mới, an lạc, hạnh phúc, thành đạt và tịnh tiến. Thời giờ đã được viên mãn chu viên, trực thừa của chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, ban nghi lễ Tùng Lâm. Đạo Tràng cũng thượng cúng già hạ bố thí, thượng cúng tam bảo cơm chay, dưới thì mời các quý Phật tử chúng ta dùng bữa cơm lộc độc tam bảo, cũng là một bữa tất niên cuối năm của năm 2016, và để cũng hưởng được lộc Phật tam bảo, để cầu nguyện để chúng ta toàn thân được an lạc. A Di Đà Phật ạ. Mời